Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh của mình. Kênh của mình là kênh Đức Thắng TV. Chiều ngày hôm nay là trong cái tháng 2 nhuận. Nếu như hàng năm thì là tháng 3. Thường trong cái khu vực mà quê hương của Đức Thắng thì nhân dân trong cái tháng 3 là cái tháng Tết Thân Thanh Minh. Gia đình tới mộ phận của gia đình để làm cái lễ thanh minh đấy, làm cái lễ thanh minh cho những người đã khuất. Thì hôm nay gia đình chú thím có làm cái lễ. Thì gia đình Đức Thắng trong cuối năm vừa qua thì có một cái chuyện đặc biệt là buồn. Chú thứ tư trong gia đình Đức Thắng đấy, Đức Thắng gọi là chú ruột đấy, là vì là em bố đã mất đấy. Thì mới ngày hôm qua hôm kia là chú đã tròn 100 ngày. Thì theo cái tục lệ của địa phương thì có cái làm cái lễ 100 ngày để gọi là từ 100 ngày trở đi thì không phải cúng hàng ngày. Thì trước đó từ lúc mất cho đến 100 ngày thì gia đình có làm cơm ngày 3 bữa cũng như là lúc còn sống để dâng hương. Đấy, thì sau 100 ngày thì gia đình không phải làm cơm nữa. Và như thế là cái phong tục tín ngưỡng của địa phương là gọi là chú đã được tự đi làm đấy, làm ăn đấy, rồi các cụ thu nạp và đưa cho linh hồn ngồi 100 ngày ra để được đi phục vụ các cụ đấy, đi kiếm ăn đấy, tự đi kiếm ăn, không phải gia đình cúng nữa. Thì theo thông lệ thì cứ đến tháng 3 thì mới làm thanh minh. Nhưng mà chú nhà mình thì gọi là ma mới thì có thể là làm trước cũng được, khoảng tháng riêng tháng 2. Thì trong cái tháng 2 này thì gọi là tháng 2 nhuận đấy, thì cũng cùng với ngày là 100 ngày của chú. Thì gia đình nhà thím và các em có nhờ người thân, đây là cô gọi là thầy cúng thôi. Thì thầy cúng này thì cũng ở địa phương Đức Thắng. Cô thì cũng đang còn rất trẻ, khoảng ngoài 50 tuổi thôi. Nhưng mà cũng đã làm rất là lâu, bởi vì cô có căn, có cơ, đi đền, đi phủ nhiều, cũng biết được là cái tục lệ cúng bái, rồi hướng dẫn cho người trần để làm cái lễ cúng cho người ông âm, để cho mong rằng người âm được siêu thoát đấy. Rồi để cho người trần được cái tư tưởng hanh thông đấy. Cái khâu giải quyết cái khâu tư tưởng cho người trần là khâu quan trọng nhất. Và cái phần đường âm ấy, thì Đức Thắng cũng đã đọc, đã nghe và cũng đã hiểu một phần về cái thế giới tâm linh đấy. Thì càng ngày thì chúng ta càng hiểu sâu, hiểu xa về cái thế giới tâm linh. Bởi vì bây giờ nói như thế, khoa học cơ bản phát triển rất là mạnh mẽ. Nhưng ngoài khoa học cơ bản thì chúng ta có một cái khoa học, môn khoa học nữa là về khoa học tâm linh, thế giới tâm linh. Thì cái này thì Đức Thắng cũng không biết nói sao cả. Thì mỗi người có mỗi cái quan điểm, quan niệm riêng. Nhưng mà riêng với Đức Thắng là chết không phải là hết, không phải là mất, mà chỉ là chuyển từ dạng này ra sang dạng khác. Đấy, cho nên mà cái này thì báo đài, rồi các nhà chùa, các thầy đấy, Phật Pháp người ta cũng đã giảng nhiều. Đấy, các bạn có thể lên YouTube đấy. Đấy, các thầy giảng về cái thế giới tâm linh, chúng ta cùng nghe để chiêm ngưỡng. Còn làm được cái gì cho thế giới tâm linh, cho những người thân đã khuất trong gia đình mình thì mình cứ làm. Đấy.
làm sao mà cho những người đang còn sống được cái tâm hồn nó thanh thoát, thế rồi là không suy nghĩ gì đấy, yên tâm để mà làm ăn mà cống hiến, chứ còn để mà để mà mê tín thì Đức Thắng hoàn toàn là không đồng ý đấy, để mê tín dị đoan là hoàn toàn không đồng ý. Thì quay lại vấn đề thì nhà thím hôm nay có mời cô, thì Đức Thắng cũng gọi là thầy, thì ở địa phương thì quan hệ gia đình thì cũng gọi thím là thím đấy, trong làng thì thím biết việc, thím lên thím giúp đấy, chứ không phải là mê tín dị đoan rồi làm để kiếm tiền, cái điều đó là không phải, mà ai mà nhờ thì thím đến thím giúp đấy, rồi giúp cái phần ví dụ như mua sắm lẻ lạt những gì đấy, thím mà làm hoàn toàn là vô tư trong sáng, không có phải là đi làm để đi kiếm tiền rồi là mà rêu rắt cái mê tín dị đoan, là theo sáng nghĩ là hoàn toàn không có. Thì hôm nay gia đình nhà thím thì có mời mời gọi là mời cô đồng lên để gọi là có cái sắm cái lễ lạt để cầu siêu cho hương hồn của chú được siêu thoát, để cho gia đình được yên tâm làm ăn sinh sống. Thì cái phần lễ lạt thì Đức Thắng quan sát thấy là rất là đơn giản, chỉ là hoa quả đấy, bánh trái thôi đấy, vàng hương rất là ít, chỉ thế thôi, không có cái gì là phải tiền trăm bạc triệu cả, rất là đơn giản, có thể là nhà nào cũng có thể làm được đấy. Bảo là trả công cho thầy thì cũng không có cái công chi cả, người ta làm không có công xá gì cả, có nghĩa là biếu họ được một vài 300.000, ví dụ một ngày công chẳng hạn đấy, hoặc là có thì đưa, không có thì thôi cũng được, không có vấn đề gì, người ta cũng không đòi hỏi gì cả đấy, thế chứ này thì không trái không làm sao phải là mua bán, mua thần bán thánh gì cả đấy, Đức đấy, Thắng nguyên cũng đấy, xin nguyên nói đấy, lại như thế. Còn cái vấn đề tâm linh thì Đức Thắng không biết, không không hiểu lắm, chỉ có biết là có đấy. Bây giờ cái phương tiện thông tin đại chúng, kể cả các nhà khoa học, người ta cũng giải thích là chết không phải là hết, mà chết chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chúng ta sống ở trên đời là phần hồn và phần xác, mà khi chúng ta chết đi thì cái phần xác chúng ta buông bỏ, còn cái phần hồn là nó vĩnh viễn tồn tại đấy. Vì vậy mà Đức Thắng cũng cũng tin là có cái điều đó đấy. Thì thực tế thì đây các bạn có thể thấy là khi mà người âm đã nhập vào bất kỳ người nào mà nó cùng cái tần số đấy, thì họ chỉ mượn cái thân xác đấy của người đó để nói lên cái tâm tư nguyện vọng, hoặc là trao đổi với người âm, à người trần đấy, trao đổi với người trần là người nhà đấy, đấy thiếu thốn cái gì rồi rồi răn dạy con vợ con anh em như thế nào đấy, như thế, thực tế như thế này thì Đức Thắng cũng đã tìm hiểu và cũng đã chứng kiến rất là nhiều cái bối cảnh như thế rồi đấy. Đấy, thì hôm nay là cái lễ gọi là cái lễ Tết Thanh Minh cho chú của Đức Thắng, thì Đức Thắng cũng xin phép được quay cái toàn cảnh cái buổi cầu siêu cho chú, cũng như là làm cái lễ Thanh Minh đấy, sớm cho chú để chú chóng được siêu thoát, rồi là phù hộ độ trì cho thím, cho các em, cho anh em họ hàng nội ngoại đấy, được chữ bình an, rồi người mất thì cũng đã mất rồi, thì chúng ta cầu siêu cho họ được siêu thoát, không vấn vương ở trần thế nữa, để cho nhẹ nhàng, để có thể là quay về phục để mà phù hộ độ trì cho những người còn sống, và những người còn sống thì cảm thấy nó nhẹ nhàng đấy, nó thanh thoát, đi xa về gần được cái chữ bình an đấy, không nghĩ gì, không vấn vương gì nữa đấy. Thì đây là cái cô gọi là cô đồng cũng được, hoặc là thầy cúng cũng được. Bây giờ người ta đang đang bị người âm, đúng, cụ thể là nhập
vào đang đứng, nghĩa là đang đỡ người, trở thành người khác, đang nói những cái nhu cầu và những cái lời, ví dụ như là giáo huấn hoặc là dặn dò con cháu ăn ở sống như thế nào cho nó cuộc sống nó tốt đẹp. Đấy, thì thực tế là như thế. Thắng cũng không có cái gì là dàn dựng hoặc là kịch bản gì cả, rất là tự nhiên. Chúng ta những ai mà có thể đi đến đền, đến phủ, hoặc là chúng ta ở quê hoặc kể cả thành phố thế, chúng ta khao đất hoặc là chúng ta làm nhà làm chi, mua con xe chẳng hạn, chúng ta mời thợ đến, mời thầy đến, thì người ta gọi ông gọi bà lên đấy, hôm nay là khao đất này, thế rồi là mua xe này, rồi là như thế nào, thì người âm người ta nói là đi cẩn thận này, rồi nọ kia, rồi là nhà xây thế nọ thế kia, ngày nọ tốt ngày kia xấu, để chúng ta tuân thủ. Mục đích chính là giải quyết cái vấn đề tư tưởng đấy. Còn vấn đề tâm linh thì muốn tìm hiểu sâu thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Đức Thắng cũng chỉ nói được đến thế thôi. Thì công việc của gia đình nhà chú vẫn tiếp diễn, để Đức Thắng quay lên đây để cho quý vị và các bạn xem kênh, đăng ký kênh Đức Thắng TV xem để hiểu thêm về cái phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào ta, để cho quý vị và các bạn thưởng thức. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Tay chân đầu tóc mũi bộ tạng chân tay mắt nổi tay ngay hôm nay chúa ẻ chúa đắm nết ô chưa có tay có mắt có mũi như sống thêm thần giờ xuống ông cũng được tay đủ chân tay bộ đạo bộ hạ đều có đáy giữa bình thường ra lên ra chú bà lại thiên thu bò hàm thiên đổ tắt này thì đô bà lại thu con được mô lại thu thất đổ bà xin được khó yên thu bộ chú bà lại xin đô bà thu thu bà chú bà lại xin chi đó trộn trộn như này trộn trộn như thế trộn hết cả ba thứ chứ đó trộn hết ba thứ. Trong lý trong đỏ quản thì đi bổn nàn thu bỏ lại thu căm bỏ thì thu bổ tồn thu
nuôi thân đồ bà lấy thân đồ bà thân đồ cô gì thì thân đồ mà nó bà thân đi bên đó bà lấy thu đồ bà là thu bê thân đi cái lấy thu bồn hàn thiên đồ bà hoàn thi kiến sư làm họ thiên đồ bà lấy thu còn thu bồn hiền thiên thu lấy thu bà lấy thu mò hàn thương hả hoa thiên đồ thân đồ quyền đi làm họ thi à hoa thiên đi làm hết hương con lại tam tòa thánh mẫu, con lại cộng đồng tớ phổ cộng đồng, con năm con lại đức tiên ông, con lại đức tiên bà, con lại Phật tổ Như Lai, con lại Phật bà tam tai ngàn mắt bà gắn lại thường những nhân hữu từ này với lành lạnh như khẩu đảng chưa ăn cơm trần uống nước trần uống nước trần làm việc thời trần thì trời xuống âm được ăn cơm hôn đen ngọt với âm từ này được đi làm những nhân hữu lạnh như khẩu đảng chưa cảnh ngã dài rồi những ngày đủ và có vải để may thích mai bộ gì cũng không gì cả nó sợ khuôn thăm lầm lỗi thì được quân xin chỉ hôm nay cha mẹ thời Phật giúp cho quân trần thì coi là quá cho người mới hiểu để hiểu không hiểu quá tận tâm đầy đủ được thế đấy không phải nữa nè phải làm đúng thủ tục chứ. Là hóa vàng các thứ. Vâng. Hiếm với cô gì đó. Tôi cũng biết là đó tôi không biết hiểu rằng chứ. Giờ lên là biết được chứ. Vâng. Còn tôi biết trước mà cũng dặn thêm. Vâng. Rồi bắt đầu thêm cái rải nó đi. Cái rải. Đó. Xong. Cứ bác cũng lại thì là thêm đâu thì chả làm rồi đó. À đó. Làm trường hợp đó bắt lại thêm chứ. Vâng. Nhưng mà mỗi người mà nó kiểu. Vâng. Chứ không giống. Đây khác này. Vâng. Đây khác hoàn toàn. Đây chả khác đây. Cái lễ lạt này nó cũng đơn giản. Lễ lạt hơn. Vâng. Đơn giản thôi. Về nhà trời rồi. Vâng. Này như kiểu là mình hoa vàng thôi mà. Cái lễ hoa vàng. Nhà trời ấy mà. Vâng. Cứ có phải là như bên chùa không? Bên chùa ai làm được cái đấy? Chả làm được. Chả làm được. Mà phải lắm thứ lắm. Vâng. Ừ, có làm được cũng lắm thứ lắm, nhưng không có nơi lạnh làm. Yếu trời thôi. Ừ. Ê, đảng ạ. Ừ. Nên lúc nãy thì thím nói là một mình ví dụ đơn thơ thì mày thím với bà Ngọc cũng được, nhưng thím không được. Vâng. Phải có người chứ, một người làm lễ với hai ba người phục vụ chứ, làm sao mà một người làm được. Thím tâm lý thím là thím cũng không cháu lên được chứ thím cái cả như này nên là việc cái chi cái này bình thường mà cháu này cái này là nó nên thôi sau rồi bà bảo là thôi đầu tiên là bà là yếu nhưng sau bà cũng là nể cháu lại bà đồng ý nhưng mà đến chờ chuẩn bị lên chia đi chứ bà rồi ai tiếp tân vâng. Tôi có gì với gọi cho cháu không sao biết được mà cháu cũng không ấy đâu nói chung là cái này cháu cũng biết mà không nó mù thắng cái tín ngưỡng thì mình phải gìn giữ thế rồi là người âm đâu có phải chết mà hết được đâu. Không, biết hết đấy. Bữa thiếu cái quần, tâm linh căn mà cũng đòi. Đúng rồi. Cái tên nhà thiếu mình không biết. Vấn đề tâm linh là phải tôn trọng bởi vì là thế mình bữa thằng thiếu đứa mà lại lên mấy cả thứ nữa. Mình sống trên trần chỉ là cái thể xác thôi. Sau này thì thể xác vậy, trở về với cát bụi thì cái phần hồn nó vẫn có chứ có phải là không có cái là phước đức thì tốt thì mình nhanh siêu thoát còn vấn vương ở trên trần thì mình lâu có thế thôi chứ không có gì đâu là cứ phải nhảy mãi nhưng mà biết được là nhanh biết được cái thì mình cầu siêu bây giờ nhà nước bây giờ hàng năm cũng cứ lập cái đàn rồi mời thầy các thứ cầu siêu cho các vong hồn những người mà tai nạn giao thông này rồi nhất là các hồn liệt sĩ đấy chứ thêm 27 tháng 7 rồi là những cái ngày lễ là người ta nhà nước người ta cho phép là các nơi là cầu siêu đó mà nhà nước tổ chức luôn đấy chứ cầu siêu cho vong hồn liệt sĩ này rồi là những người bị tai nạn này đấy rất thích vâng. Kể cả mới đây là cầu siêu cho 64 liệt sĩ ở đảo đây. Đấy, ở Cạc Ma đấy, cầu siêu cho các chiến sĩ chứ không có gì. Đấy, rồi một số... Cái
à, chiến sĩ tù đầy ở ngoài Phú Quốc các thứ côn đảo là người ta cầu siêu chứ, chứ cứ... cho đi lên lại bình thường đấy, vâng đấy chỗ... cái màn chứ. Ví dụ như chú này này trời lạnh lạng tay chân á, vâng. Là đi được đi mô đi, cha mẹ được tua đi mô là cha mẹ điêm đúng đi rồi. Hay ông bà điêm đi hay là vô chùa lớn đi hầu đi chùa vô chùa tùy phước đức của mình tùy cái đấy, được phước đức lớn thì vâng. Lại được đi hầu người cao đúng rồi, vô chùa đúng lớn để mà làm công quả các thứ này chứ không phải là đứa mô vâng. Chúng ta không hiểu thì nên mà vì rằng mà cha mẹ tôi thêm chú nhưng mà hết người thật hiểu vâng. Ví nói ra không hiểu là không không nói ra đi đâu. Làm đi biết này. Không có biết mồ. Thôi mình cứ đi làm. Thế các bạn đi không lại chứ không chả biết chả cứ cái bình thường cứ thế. Không biết được, không biết là được rồi thế. Đấy là rất là xong rồi thế. Các bạn ông cũng phiền lắm. Cầu cho mát mẻ, thiếu cái gì thì đáp ứng cái đó. Cái khả năng cho phép thì mình đáp ứng, không thì mình xin, không có gì đâu. Vì ông đòi cái nọ kia mình không đáp ứng thì mình xin. Tự do tín ngưỡng và không có sao. Đây là không còn vấn vương nữa mà. Hoàn chính. Vấn vương nhất là cái việc này. Vâng. Mà chờ đi là được rồi này. Thì hôm qua bảo thì nếu mà 50 ngày thì ông về ông báo mộng để cho vợ con ông làm chứ ai biết được. Cũng có thể báo được, cũng thể là không báo được, bởi cái luồng điện nó không cùng tần số thì cũng không thể báo được. Có khi là trong nhà hàng chục người thân quen, thân tín cùng máu mủ nhưng không thể báo được mà lại báo cho cái người hàng xóm. Bởi vì họ cùng cái tần số, đấy, cùng cái dòng điện. Vâng. Cái người nó là khi thế là ngồi với thím này. Vâng. Là thím nuôi chua này. Thím là phải giải đi. Đấy. Nhưng mà nhà tôi trống là tôi không giúp được mô cả cho người khác. Cứ bà ấy tha thiết nhờ, lúc này nhờ nhưng mà lỡ mai tê là trong nhà có người chết lại đổ cho tại tôi đến. Nên tôi không làm. Vâng. Cứ cái chứ chờ chờ nè. Cứ mà mới đây tự nhiên về đêm biểu thím một việc. Nhưng thím không nói ra. Người ta nhờ chứ. Khi đến thì sao chờ đến nhờ để mai tối nay chiều nay liệm. Tối thím đến là tự nhiên con chuẩn bà đó. Ở chỗ bà, cửa bà nó bay lại tay thím. Vâng. Nhưng thím cũng là sai là tại gia đình nhờ các chạy. Nhưng chả làm chi. Em thấy em biểu cho các chạy. Cứ đi. Đúng rồi. Mình biết nhưng mình biểu. Gia đình đồng tâm. Vâng. Nhưng chờ lại chạy thím không nói ra. Vậy là anh Tây cái cuốn vụ răng mà nhà nó vẫn nên niệm Phật. Vô cái niệm với cái đêm qua trong nằm nó thấy. Nhưng mà cái người nó hối ra tôi nói. Thím không nói ra. Về biểu thím là cần một thứ cái nọ cái tê đó. À. Nhưng không nói. Bởi vì nói người ta không tin thì tin mình nói thì... Ra, người ta lại nuôi chùa, người ta không cần mình. Thì cũng bảo cái người mà khuất là thông cảm, bởi vì là tôi cũng muốn nói nhưng người gia đình nhà ông nhà bà không tin thì tôi cũng chả nói làm gì. Thôi thì chấp nhận thế thôi. Mà đốt được hết. Vâng, đốt hết. Sạch từ từ. Thì cứ thấy mình thoải mái là người âm thoải mái thì có gì đâu. Vâng. Các cháu ngày đây này không tự dưng mà lại làm cái cách thức đó nữa. Vâng. Để mà muốn gắn liền là phải chỉ có ông trời thôi. Chỉ có trời thôi. Mà ông chủ yếu là người âm hướng dẫn mình làm cho mình có biết cái nọ cái kia đó là cái gì đâu. Mà từ xưa cả. À, cứ vào vải dễ cháy nha. Tôi để mang dầu lên rồi đây. Còn toàn đó. Tháng 2, tháng 2 nhuận. Nếu như bình thường thì các năm thì năm nay giờ này là tháng 3 rồi đó. Nhưng mà có gia đình thì làm thanh minh cho các cụ là tháng 2 nhuận cũng được. Còn sang tháng 3 cũng được, không sao. Vâng. Vâng. Nhưng mà như thế nhà mô mà đa tạ đầy đủ rồi thì chỉ cần sang đủ tháng 3. Vâng, tháng 3. Chứ còn không là làm chờ vẫn được này. Vâng. Vẫn làm tháng riêng vẫn được, về nhà mô mà ông bà chưa đầy đủ được, ông bà đang còn thiếu thuốc là phải làm tháng riêng. Vâng, mình làm sớm càng sớm càng tốt được. Vâng. Video của Đức Thắng đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chúc quý vị và các bạn đã đang và sẽ đăng ký kênh Đức Thắng TV và các bạn xem video có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Đức Thắng TV. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.
xong.